Đối với những diệu pháp vô thượng có thể đắc được trí huệ thanh tịnh, trí huệ viên mãn, Phật tử đại Bồ Tát xả bỏ đất đai hoặc bố thí cho chư Phật tạo lập tinh xá, hoặc bố thí cho Bồ Tát và thiện tri thức tùy ý sử dụng, hoặc bố thí cho chúng tăng dùng làm nơi ở, hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho người khác, thành văn độc giác đủ thứ ruộng phước cho đến tất cả những kẻ bần cùng cô nhi và bố chúng, tùy ý thầy đều bố thí cho, không thiếu thốn thứ gì, hoặc bố thí kiến lập tháp miếu của Như Lai. Ở trong các nơi như vậy, thầy đều đầy đủ đồ tư sanh, khiến tùy ý sử dụng, không có sự sợ hãi. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát, ngài bố thí đất đai cho chư Phật, tạo lập tinh xá, làm nơi diễn nói chánh pháp, hoặc bố thí cho các đại Bồ Tát hoặc đại thiện tri thức. Người có đại trí huệ, minh bạch sự lý, có thể hướng dẫn người tu hành, bố thí cho các vị đó tùy ý sử dụng, hoặc bố thí cho chúng tăng những người xuất gia làm nơi tu hành, hoặc bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho những người khác, cũng không hỏi họ có phải là người giàu có chăng, hoặc bố thí cho hàng nhị thừa bậc thánh thành văn độc giác. Như vậy đủ thứ ruộng phước, Phật là ruộng phước lớn nhất, cho đến tất cả những người nghèo khổ cô nhi, đây là ruộng phước nhỏ nhất. Bồ Tát một luật bình đẳng bố thí cùng với bốn chúng đệ tử tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di cũng bố thí như nhau, tùy ý họ cần dùng, không tính số lượng, đều khiến cho họ mãn nguyện, tuyệt đối không thiếu thốn. Đó là cảnh giới của Bồ Tát, chẳng phải một số người có thể làm được. Hoặc bố thí cho người xuất gia làm chùa tu viện. Nghe nói những nơi này, Bồ Tát chẳng những bố thí đất đai mà còn làm chùa, tu viện, chỗ ở, vân vân tại mỗi nơi, thiết bày chu toàn tất cả đồ tư sanh đáng có thì có, khiến cho bất cứ ai ở trong đó đều không có cảm giác thiếu thốn đồ cần dùng, hoặc không phương tiện, không tự tại, không an toàn, khiến cho đời sống của họ tùy ý lấy dùng, chẳng có sự sợ hãi và thiếu thốn. Khi đại Bồ Tát bố thí đất đai, đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ đất thanh tịnh nhất thiết trí, đạt đến các hạnh phổ hiền ở bên kia, nguyện cho tất cả chúng sinh được đất trồng trì, chánh niệm thọ trì tất cả Phật pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh được sức lực trụ trì, thường thủ hộ tất cả Phật giáo, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm như đất, nơi các chúng sinh ý thường thanh tịnh, chẳng có niệm ác, nguyện cho tất cả chúng sinh giữ các giống Phật, thành tựu các bậc thứ lớp của các Bồ Tát, chẳng có đoạn tuyệt, nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì tất cả làm nơi an ổn, đều khiến điều phục trụ đạo thanh tịnh. Khi đại Bồ Tát bố thí đất đai, đều đem căn lành của ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng, ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ các thứ trí huệ thanh tịnh, đều tu vô tận vạn hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, đạt thành viên mãn, nên được hạnh nguyện Phổ Hiền. Và ở bên kia lại nguyện cho tất cả chúng sinh được đất tâm tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, thân thể được hạnh chánh niệm suy ngẫm, tùy trì tất cả Phật pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được sức lực trụ trì Phật pháp, thường thủ hộ Phật giáo, khiến cho Phật pháp phát triển rộng lớn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm tin kiên cố giống như đất, đối với những chúng sinh khác có tâm đại từ bi ái hộ, ý thường thanh tịnh, chẳng có tâm ác niệm xâm hại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh hành trì được không làm các điều ác, chuyên làm các điều lành, làm hạt giống chư Phật, tương lai có thể trở thành đại Bồ Tát, sẽ tu hành đến pháp môn thập địa, có thể y theo thứ tự từng bậc tiến tới, chẳng thối tâm Bồ Đề, cũng chẳng bỏ tâm nguyện tu hành. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm nơi nương tựa bình đẳng cho khắp tất cả chúng sinh, khiến cho những chúng sinh căng cường khó điều phục nhờ gần gũi nương tựa mà được cảm hóa, tự nhiên cũng sẽ trụ trong Phật đạo thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng các Như Lai lợi ích thế gian, khắp khiến cho họ sinh tu an trụ nơi Phật tự. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì chỗ ưa thích thế gian, đều khiến cho an trụ trong niềm vui vô thượng của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được phương tiện khéo léo trụ ở trong pháp vô úy các lực của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ như đại địa tự tại tu hành tất cả Phật pháp. Đó là hồi hướng căn lành của đại Bồ Tát khi ngài bố thí đất đai, vì khiến cho chúng sinh đều được xuất giáo tất cả bậc thanh tịnh của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều giống như Phật lợi ích thế gian, khắp khiến cho những đệ tử Phật siêng tu Phật đạo đều được an ổn tự tại trụ nơi Phật lực. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khắp thọ được vui ưa thích thế gian,
đều được bình an trụ ở trong niềm vui vô thượng của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được đủ thứ phương tiện khéo léo, an trụ nơi mười lực của Phật và ở trong chánh pháp không sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ giống như đất, đất bình đẳng nhất, từ bi nhất, chẳng có tâm thương ghét. Đất hay sinh vạn vật, nuôi lớn vạn vật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có trí huệ như đất, an nhiên tự tại, tu tập tất cả Phật pháp. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đất đai, vì khiến cho chúng sinh đều có thể đắc được quả địa chân chánh thanh tịnh của chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí đồng bộc, cúng dường cho tất cả chư Phật Bồ Tát. Trần thiện trí thức hoặc bố thí cho tăng bảo hoặc phụng hiến cho cha mẹ những dụng phước thù thắng, hoặc lại bố thí cho chúng sinh bệnh khổ, khiến cho chẳng thiếu thốn, hoặc lại bố thí cho kẻ bần cùng cô nhi, cùng với tất cả những kẻ không ai giúp đỡ săn sóc, hoặc để giữ gìn tháp miếu của Như Lai, hoặc để biên chép giữ gìn chánh pháp của chư Phật, đem trăm ngàn ước na do tha đồng bọc tùy thời bố thí cho. Các đồng bọc đó đều thông minh khéo léo, tính tự điều thuận, thường xuyên tinh tấn, chẳng có giải đãi, đầy đủ tâm chất trực, tâm an lạc, tâm lợi ích, tâm nhân từ, tâm cung kính, chẳng có tâm oán hận, chẳng có tâm thù địch, có thể tùy theo phương tục làm các điều lợi ích. Lại do tịnh nghiệp của Bồ Tát sở cảm mới có tài năng khéo léo tính toán, chẳng có gì mà không thông đạt, khéo hay cung phụng hầu hạ, làm vừa lòng chủ nhân. Các vị đệ tử của Phật, hiện tại Đại Bồ Tát lại bố thí nhiều đồng bọc cúng dường cho chư Phật, các Đại Bồ Tát, các đại thiện tri thức chân chánh, hoặc bố thí cho tăng bảo hoặc phụng hiến cho cha mẹ, đó là những dụng phước tối thắng vô thượng nhất. Hoặc cũng bố thí cho những chúng sinh nghèo khổ bệnh tật, khiến cho có người chiếu cố chăm sóc họ, hiện tại có người đến trợ giúp họ, do đó mà khỏi cái chết, bảo tồn được tánh mạng. Hoặc bố thí cho những người nghèo khổ và côi cút không có chỗ ở, cùng với những người già trẻ đáng thương không có ai chăm sóc. Hoặc bố thí cho Tùng Lâm Đạo Tràng để họ trợ giúp giữ gìn chùa tháp Phật, hoặc trợ giúp biên chép kinh văn. Những người đồng bọc đó cũng biết thọ trì chánh pháp, tu hành biện đạo. Bồ Tát dùng trăm ngàn ước na do tha đồng bọc tùy thời tùy lúc bố thí khắp. Những đồng bọc mà Ngài bố thí đều rất thông minh lanh lợi, khéo biết ý của chủ nhân, tính tình của họ đều rất thuần lương, sáu căn thanh tịnh tự nhiên điều thuận, làm việc không để cho chủ nhân tháo tâm và chỉ huy, hàng ngày tự động tinh tấn làm việc như thế, không có sự giải đãi, tâm của họ cũng rất lương thiện, thành khẩn thật thà, không dối trá xảo quyệt. Tâm tình thoải mái cũng rất an lạc nơi công việc của họ, thường ôm hoài bão làm lợi ích cho mọi người, có tâm nhân từ sự sự cách vật, có tâm cung kính, tôn trọng cẩn thận, chưa từng oán hận ai, đối với bất cứ ai cũng đều không có tâm kiểu địch. Những đồng bọc đó đều có phẩm hạnh tốt đẹp như vậy, mà còn tùy theo tất cả phong tục tập quán của chủ nhân, sinh hoạt rất là dung hợp. Đại Thánh Khổng Tử và Á Thánh Mạnh Tử của Trung Quốc đối với học trò nói rằng: nhập quốc vấn sở, nhập hương vấn tục. Bên trong việc nhà có quan hệ đối với chủ nhân, bên ngoài có quan hệ lợi ích đối với địa phương, đều tận tâm tận sức làm tất cả những việc có ích cho mọi người. Lại đều thọ được sự lợi ích nghiệp thanh tịnh của Bồ Tát Chiêu Cảm mà phát huy trí lực tài năng vốn có, học tập kỹ thuật và đủ thứ nghề nghiệp vân vân tinh tấn như vậy, và đều có biểu hiện hơn người, lại khéo hiểu ý chủ nhân. Bất cứ việc lớn nhỏ không làm cho chủ nhân phiền hà, tất cả đều cung phụng hầu hạ chu toàn, khiến cho trong tâm của chủ nhân rất hoan hỷ mà còn phóng tâm. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm điều thuận ở chỗ tất cả chư Phật tu tập căn lành, nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận cúng dường tất cả chư Phật nơi chỗ Phật nói đều nghe và thọ trì, nguyện cho tất cả chúng sinh được Phật nhiếp thọ thường quán Như Lai, càng không có niệm nào khác, nguyện cho tất cả chúng sinh không hư hoại giống Phật, sinh tu tất cả thuận theo căn lành của Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên cúng dường tất cả chư Phật, không có lúc nào trôi qua lãng phí, nguyện cho tất cả chúng sinh nhiếp trì tất cả diệu nghĩa của chư Phật, lời lẽ biện luận thanh tịnh, du hành không sợ hãi, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa thích thấy Phật, tâm không nhàm đủ ở chỗ chư Phật, không tiếc thân mạng. Khi Bồ Tát bố thí đồng bọc, đồng thời đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều thân tâm bình an, sáu căn điều thuận, chẳng có phiền não tạp niệm vọng tưởng,
dùng tâm tự tại thanh tịnh nhất ở tại đạo tràng của chư Phật, tu học Phật Pháp, làm đủ thứ công việc, tích tụ các lành công đức, lại nguyện cho tất cả chúng sinh, chân tâm thành ý, tùy sức tùy phần, tùy thời cúng dường chư Phật đối với chánh pháp của chư Phật nói. Tam tạng 12 bộ kinh điển đều y giáo phụng hành, xử sự cách vật trong ngoài nhất trí, thọ nơi tâm chỉ nơi thân. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được quang minh của chư Phật nhiếp thọ, luôn luôn quán tưởng tướng tốt trang nghiêm, phước đức viên mãn, tinh thần từ bi cứu đời của chư Phật. Ngoại trừ tư tưởng này ra, không có tư tưởng nào khác, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đừng sinh tâm ác, làm các điều lành, phát tâm bồ đề không hư hoại giống tánh Phật. Sinh tu tất cả chánh pháp của chư Phật nói, thuận theo tâm ý tích tập các lành của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên cúng dường chư Phật, Pháp và Tăng, đừng có lúc cúng lúc không, phải có tâm hằng thường, cúng dường tam bảo, công đức không tổn hại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có chánh niệm suy ngẫm chánh pháp diệu nghĩa của chư Phật nói, nhiếp thọ tu trì tất cả chánh pháp, lời lẽ thanh tịnh hoằng dương chánh pháp của chư Phật, du hành mười phương đều không sợ hãi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh lúc nào cũng hoan hỷ thấy được từ bi tướng tốt trang nghiêm của Phật, vĩnh viễn không bao giờ có tâm biết đủ, càng không sinh tâm nhảm lìa. Ở tại đạo tràng của Phật, tất cả sự việc trong ngoài lớn nhỏ đều thấy có trách nhiệm của mình trong đó, tuyệt đối không sợ gian nan khó khăn. Như gặp sự việc nguy hiểm của Phật giáo phát sinh, vì bảo vệ Phật giáo không tiếc thân mạng, quyết tâm đấu tranh bảo vệ đến cùng. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thấy chư Phật tâm trảm nhiễm trước, lìa sự nương tựa của thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn lìa khỏi sự quy y của tất cả tà giáo. Nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận Phật đạo, tâm tưởng ưa thích, quan sát Phật Pháp vô thượng. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí đồng bộc, vì khiến cho chúng sinh xa lìa bụi trần dơ bẩn, tịnh trị cõi Phật, được thấy thân tự tại của Như Lai. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh có đủ phước báu, có căn lành thấy được các đức Phật, trong tâm rốt ráo thanh tịnh, chẳng có tơ hào nhiễm ô, để khỏi hết thảy tất cả mau bệnh chấp trước của thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có trí huệ biện rõ chánh tà, biết Phật mới là nơi quy y chân chánh, cho nên chỉ quy y với Phật, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả tà ma dị luận. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thấu đạt nghĩa lý của các pháp, tùy thuận đạo lý của Phật nói, tưởng ưa thích quan sát các pháp chẳng có ngừng nghỉ, thấu hiểu các pháp không tướng, thành tựu đạo quả Phật Pháp vô thượng. Đó là hồi hướng đủ thứ căn lành của Đại Bồ Tát tu tập khi Ngài bố thí đồng bộc cho các đức Phật, Bồ Tát, hàng thánh, nhị thừa, đại thiện tri thức, cha mẹ cùng với các chúng sinh nghèo khổ, cồi cút, vân vân, vì khiến cho chúng sinh xa lìa tất cả sự nhiễm ô bụi trần, thanh tịnh, trị học pháp môn thành Phật, đạt đến quả vị Phật, có thể hiển hiện thân thanh tịnh tự tại như Phật, giáo hóa chúng sinh. Phật tử Đại Bồ Tát dùng thân bố thí cho những người đến xin, khi bố thí sinh tâm khiêm tốn, sinh tâm như đất, sinh tâm nhẫn thọ các sự khổ chẳng biến động, sinh tâm cung cấp hầu hạ chúng sinh không nhàm mỏi, sinh tâm đối với chúng sinh như mẹ hiền, hết thảy các điều lành đều hồi hướng cho. Sinh tâm nơi các chúng sinh ngu si, gian hiểm, cực ác, đủ thứ sự xâm lăng đều khoan dung an trụ nơi căn lành, tinh tấn chuyên cần phục vụ cho chúng sinh. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát lại dùng thân của mình bố thí cho những người đến cầu xin. Khi Ngài bố thí thân mình đối với người xin, trong tâm Ngài sinh ra tâm khiêm cung hòa nhã, chẳng có khí chất ngạo mạn, lại sinh tâm giống như đất, dung được vạn vật, chẳng màng dơ sạch, hay sinh ra vạn vật, chẳng lựa sang hèn, hay trở vạn vật, chẳng phân biệt thương ghét, tâm bình đẳng từ ái giống như đất là như vậy, lại sinh tâm nhẫn thọ các sự thống khổ, tuyệt đối không biến động thối chuyển, lại sinh tâm vì chúng sinh mà phục vụ, cung cấp hầu hạ chúng sinh, tuyệt đối không sinh tâm mệt nhọc, lười mỏi, lại sinh tâm đối với tất cả chúng sinh như mẹ hiền thương yêu con cái, đem đủ thứ căn lành của mình tích tập, hoàn toàn hồi hướng cho họ, lại sinh tâm đối với những chúng sinh ngu si, gian hiểm, cực ác, họ đối với người làm ác, xâm lăng, lừa dối, áp bức, đủ thứ hành vi hung ác, Bồ Tát đều tha thứ cho họ, chẳng trách họ. Bồ Tát vẫn an trụ nơi căn lành, tinh tấn phục vụ cho chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát đều đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh tùy theo vật họ cần thường không thiếu thốn, tu hạnh Bồ Tát luôn không gián đoạn, chẳng xào bỏ tất cả nghĩa lợi của Bồ Tát, khéo trụ nơi đạo của Bồ Tát hành,
thấu đạt pháp tính bình đẳng của Bồ Tát, được ở trong số chủng tộc của Như Lai, chủ nơi lời lẽ chân thật, giữ hạnh Bồ Tát, khiến cho các thế gian được phải pháp thanh tịnh, tâm tin hiểu thâm sâu, chứng được pháp xuất giáo, khiến cho các chúng sinh sinh ra tăng trưởng căn lành thanh tịnh, chủ nơi công đức lớn đầy đủ nhất thiết trí. Khi Bồ Tát phát nguyện dùng thân mình bố thí cho chúng sinh, Ngài lại đem đủ thứ căn lành tu tập vì chúng sinh hồi hướng. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh, tùy theo tất cả vật tư sinh mà họ cần dùng trong đời sống hàng ngày đều không thiếu thốn. Đời đời kiếp kiếp, nơi nơi chốn chốn một sát na đều không gián đoạn tu hạnh môn của Bồ Tát, làm công việc của Bồ Tát, làm từ bi giáo hóa tế độ chúng sinh, viễn viễn không dừng lại giữa đường, cũng không xả bỏ tất cả nhiệm vụ của Bồ Tát, lợi ích chúng sinh, cả không trái với tâm ý và tông chỉ thân làm Bồ Tát. Khéo an trụ nơi phạm vi đạo lý của Bồ Tát làm, mọi việc đều hợp với tâm lý của chúng sinh, hợp với sự lợi ích, lại thông đạt pháp Bồ Tát là oán thân bình đẳng, từ bi chúng sinh chẳng sinh tâm phân biệt, phải có sự pháp tánh bình đẳng về lối nhìn. Có những ưu điểm vừa nói ở trên thì có thể được sinh ở trong chủng tộc của Phật, phải thường trụ trong sự chân thành, có tâm chân thật trung hậu, nói lời thành thật, khiến cho nghiệp ý nghiệp lời đều thanh tịnh. Tu pháp môn của Bồ Tát tu, hành trì chánh nghiệp của Bồ Tát hành thì thân cũng thanh tịnh. Bồ Tát hy vọng mỗi chúng sinh đều có biểu hiện như vậy thì sẽ cảm chiêu được người khác, do đó khiến cho tất cả thế gian đều trở thành cõi nước thanh tịnh, đắc được Phật pháp thanh tịnh, đều minh bạch được nghĩa lý của chánh pháp. Tất cả chúng sinh cũng đều đối với Phật pháp có sự tin hiểu thâm sâu thân thiết, cuối cùng đều chứng ngộ đạo lý chân thật của chánh pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều sinh tâm thanh tịnh, khai mở đại trí huệ, tăng trưởng căn lành vô thượng, trụ ở trong biển công đức lớn để đủ viên mãn nhất thiết chủng trí. Lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh thường cúng dường các đức Phật, hiểu tất cả các pháp, thọ trì đọc tụng, không quên không mất, không hoại không tán. Tâm khéo điều phục, không điều khiến cho điều, dùng pháp vắng lặng mà điều tập, khiến cho chúng sinh đó ở chỗ các đức Phật, chỗ nơi việc như vậy. Lại đem căn lành này khiến cho tất cả chúng sinh làm tháp bậc nhất, đáng thọ đủ thứ sự cúng dường của thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh trở thành ruộng phước tối thượng, đắc được trí huệ của Phật khai ngộ tất cả, khiến cho tất cả chúng sinh làm kẻ thọ tối thượng, khắp lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh trở thành phước lợi tối thượng, hay khiến cho đầy đủ tất cả căn lành. Bồ Tát lại đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh luôn luôn cúng dường mười phương các đức Phật, hiểu rõ tất cả chánh pháp, lãnh thọ chánh pháp, tu trì chánh pháp, đọc tụng tam tạng 12 bộ kinh điển đại thừa, vĩnh viễn chẳng quên, vĩnh viễn không thất lạc, vĩnh viễn không bị người phá hoại niềm tin, tâm mình cũng vĩnh viễn không tán loạn, tâm ý thường rất vắng lặng, chẳng có tư tưởng tạp loạn. Nếu sáu căn chạy bên ngoài không điều thuận thì khiến cho nó điều phục, dùng sự vắng lặng tu thiền định để điều tập nó, khiến cho những chúng sinh căn cường có điều phục. Ở trong đạo tràng Phật giáo cũng học tập pháp vắng lặng này, ngồi thiền tu định. Bồ Tát lại dùng căn lành thân mình làm đồng bọc hồi hướng cho chúng sinh, khiến cho họ làm bảo tháp bậc nhất trên thế gian, đáng tiếp thọ đủ thứ sự cúng dường của tất cả chúng sinh trên thế gian, lại khiến cho tất cả chúng sinh trở thành ruộng phước tốt nhất, thành Phật rồi là ruộng phước tối thượng của thế gian, đắc được trí huệ như Phật, khai đại ngộ, minh bạch tất cả sự và lý trên thế gian, cũng minh bạch pháp xuất thế mới là pháp chân lý chân chánh, lại khiến cho tất cả chúng sinh làm kẻ thọ tối cao vô thượng, như Đức Phật tiếp thọ tất cả lễ tán cúng dường, cũng khắp lợi ích tất cả chúng sinh, lại khiến cho tất cả chúng sinh trở thành phước đức bậc nhất tối cao vô thượng, lại hay lợi ích tất cả chúng sinh giống như Đức Phật, hay khiến cho tất cả chúng sinh đều viên mãn đầy đủ tất cả căn lành, khiến cho tất cả chúng sinh trở thành nơi bố thí tốt bậc nhất, hay khiến cho đắc được vô lượng phước báo, khiến cho tất cả chúng sinh ở trong ba cõi đều được thoát khỏi, khiến cho tất cả chúng sinh làm đạo sư bậc nhất vì thế gian mà mở bày đạo như thật, khiến cho tất cả chúng sinh được diệu tổng chỉ đầy đủ tất cả chánh pháp của chư Phật, khiến cho tất cả chúng sinh chứng được vô lượng pháp giới bậc nhất, đầy đủ chánh đạo, hư không vô ngại. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát bố thí thân mình vì khiến cho chúng sinh đều được ứng cúng vô lượng trí thân. Bồ Tát lại nguyện khiến cho chúng sinh trở thành kẻ ưa thích bố thí bậc nhất thế gian. Vì thượng hành bố thí cho nên sẽ đắc được vô lượng vô biên phước báo. Lại nguyện khiến cho tất cả chúng sinh biết ba cõi như nhà lửa,
biết quy y Phật đạo, tùy theo sự lãnh đạo của Bồ Tát để thoát khỏi ba cõi, lại khiến cho chúng sinh làm đạo sư bậc nhất trong ba cõi, giống như Đức Phật. Vì tất cả chúng sinh thế gian tuyên nói chỉ bày đạo lý cho như thật tướng, lại khiến cho chúng sinh đắc được pháp môn tổng trì thâm sâu vi diệu, biết rõ lý chân không diệu hữu của tất cả các pháp, chỉ vô lượng nghĩa chẳng bỏ chánh pháp, tu trì đầy đủ tất cả chánh pháp của mười phương chư Phật, lại khiến cho chúng sinh chứng được vô lượng pháp giới huyền môn bậc nhất, viên mãn đầy đủ chánh pháp chánh đạo, không chướng ngại như hư không. Ở trên là hồi hướng đủ thứ căn lành của đại Bồ Tát tu tập, vì hy vọng chúng sinh đều chứng được Phật quả, thọ trời người cúng dường, thành tựu thân trí huệ vô lượng. Các vị thiện tín, các vị hãy nghĩ xem làm Bồ Tát là dễ hay là không dễ. Tinh thần cảnh giới của Bồ Tát, giả bỏ thân thịt xương cốt vân vân, bố thí nội tài và đất nước vợ con bảy báu vân vân, bố thí ngoại tài không dễ làm được. Vì con người đem xả bỏ tiền như lóc thịt, nhưng lóc xương đầu còn khó hơn so với xả thân làm nô bộc. Nếu chúng ta có thể ở bất cứ nơi nào cũng không chiếm tiện nghi, cử chỉ hành động đều phát tâm từ bi, chẳng có ý niệm tham sân si, hoàn toàn nghĩ về người khác, đó tức là Bồ Tát sống. Đó chẳng phải rất dễ làm chăng? Sau một số người việc dễ mà không làm, việc khó càng không làm được. Các vị nói Bồ Tát có đáng thương hay không? Phát trăm ngàn vạn nguyện lớn, xả bỏ đầu mắt tủy não, công đức hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh. Ngài ngày ngày hy vọng, thời thời hy vọng chúng ta thọ được lợi ích của Ngài hồi hướng căn lành, thành Phật thành Thánh. Vậy mà chúng ta vẫn ưa thích ở trong nhà lửa ba cõi, lưu truyền ở trong biển khổ thế gian. Các vị nói Bồ Tát có thương tâm hay chăng? Sau Ngài tuyệt đối chẳng thối tâm, vẫn cứu độ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, đem sinh mạng tài sản bố thí cho chúng sinh, đem căn lành công đức hồi hướng cho chúng sinh, hy vọng chúng sinh thành Phật thành Thánh thành Tổ sư. Các vị, nếu có phụ nữ đã từng làm mẹ, thì bạn có thể nghiệm tâm của Bồ Tát giống như tâm của các vị đối với con cái. Mỗi người phụ nữ làm mẹ đều lo cho con cái, tất cả đều làm hết lòng hết sức vì con cái, chỉ vì muốn cho con cái được lợi ích. Khi con cái còn ở trong bụng mẹ thì người mẹ đã bắt đầu lập kế hoạch, đặt niềm hy vọng trong tương lai, tất cả đều mỹ mãn đầy đủ, thông minh tài trí hơn người, vinh hiển dòng dõi. Và lúc con cái ra đời, làm mẹ nghe tiếng con khóc oa oa cất tiếng chào đời, lại nhìn thấy mặt mày con cái trong sát na thống khổ đó, 10 tháng mang thai gian nan khổ sở, đủ thứ cực nhọc không thể hình dung được. Khi người mẹ nghe đến tiếng con khóc chào đời thì đều quên hết. Từ đó nuôi nấng con cái, cầu thần lại Phật, đốt hương khấn nguyện, hy vọng con cái mạnh khỏe, không bệnh tật, mau chóng lớn thành người. Có người lớn lên không cô phụ sự hy vọng của cha mẹ, cả nhà hạnh phúc vui vẻ. Có những người ngỗ nghịch bất hiếu, đánh cha mắng mẹ, làm những điều không tốt liên lụy đến cha mẹ. Nhưng người mẹ vẫn thương yêu con cái, không thất vọng, cảm thấy con cái của mình tốt hơn bất cứ con cái nhà nào. Các vị, đó tức là tâm từ của mẹ hiền. Tâm Bồ Tát đối với chúng sinh cũng giống như tâm người mẹ đối với con cái. Đức Phật nói ân của cha mẹ khó báo đền, ân của Bồ Tát đối với chúng ta làm thế nào có thể báo đáp 100 vạn phần. Mỗi người tu học Phật đạo phải luôn luôn đừng quên ân đức sâu nặng. Bất luận là đệ tử Phật tại gia hay xuất gia, lấy từ bi làm đầu, khoan dung nhân hậu đối đãi với mọi người. Nếu chỗ cơ sở học Phật này làm không tốt, thì e rằng trên con đường Bồ Đề không dễ gì ấn vết chân của bạn xuống được. Phật tử, Đại Bồ Tát nghe pháp hoan hỷ vui mừng, sinh niềm tin thanh tịnh, có thể dùng thân của Ngài cúng dường chư Phật, vui mừng tin hiểu pháp bảo vô thượng. Ở chỗ chư Phật sinh tư tưởng như cha mẹ, đọc tụng thọ trì đạo pháp vô ngại, vào khắp vô số na do tha pháp, đại trí huệ bảo, các môn căn lành, tâm thường nhớ niệm vô lượng chư Phật, vào cảnh giới của Phật, thông đạt nghĩa lý, thâm sâu, hay dùng phạm âm vi mật của Như Lai, nổi mây Phật Pháp, mưa Phật Pháp vũ, dũng mãnh tự tại, có thể phân biệt nói bậc đệ nhất, nhất thiết trí, đầy đủ thành tựu thừa tát bà nhạ, dùng vô lượng trăm ngàn ức na do tha đại pháp để thành tựu viên mãn các căn. Các vị đệ tử của Phật, khi Đại Bồ Tát nghe nói về Phật pháp vi diệu thì thật là pháp hỷ tràn đầy, lập tức sinh khởi niềm tin thanh tịnh. Bồ Tát có thể dùng thân của mình cúng dường chư Phật, thừa sự tất cả Phật sự. Ngài dùng tâm hoan hỷ tin sâu ngộ hiểu pháp bảo vô thượng đã nói ra,
Ngài đến chỗ của mỗi vị Phật, thấy được Phật thì trong tâm cảm giác giống như được thấy cha mẹ của mình. Do đó đủ biết Bồ Tát coi trọng việc thấy Phật, nghe Pháp. Mà chúng ta thân làm phàm phu tục tử, nhưng nay được thấy Phật, nghe Pháp mà chẳng sinh tư tưởng được chưa từng có. Bồ Tát cũng ưa thích đọc tụng các kinh điển đại thừa của Phật nói, càng thành khẩn thực tiễn tâm thọ thân trì, y giáo phụng hành pháp đạo vô ngại trong các kinh điển, các nghiên cứu thâm nhập vô lượng vô số các pháp, đắc được đại trí huệ và các pháp bảo tạng, thành tựu các môn căn lành. Trong tâm của Ngài luôn luôn nghĩ nhớ mười phương chư Phật, vào nơi cảnh giới của Phật, thông đạt nghĩa lý chân thật của tất cả các pháp, có thể dùng phạm âm thanh tịnh giống như Phật. Nơi mười phương thế giới nổi mây pháp lớn, mưa pháp vũ lớn, đánh trống pháp lớn, chuyển bánh xe pháp, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Bồ Tát dũng mãnh không sợ hãi, nhậm vận tự như làm sư tử hống, phân biệt môn loại đối với chúng sinh diễn nói bậc trí trong mười phương ba đời, chư Phật, các đại Bồ Tát, các đại thiện tri thức, vân vân, cho nên các ngài trở thành bậc nhất trong thế gian, đến được quả vị cao nhất, phải có đủ những nhân tố. Các ngài đều đã từng trải qua ba a tăng kỳ tu phước huệ, trong kiếp chồng tướng tốt, viên mãn sáu độ vạn hạnh mới đầy đủ thành tựu thừa tát bà nhạ, tức là rốt ráo viên mãn trí huệ quả vị Phật, đủ thứ phẩm loại thế, xuất thế gian, trí huệ chẳng có gì mà không hiểu đại thánh Phật đạo. Trí huệ đó từ trong vô lượng trăm ngàn ước na do tha pháp lớn mới có thể tu đến viên mãn đầy đủ các căn lành. Phật tử đại Bồ Tát ở chỗ các đức Phật, nghe pháp như vậy, hoan hỷ vô lượng, an trụ trong chánh pháp, từ đoạn trừ nghi hoặc cũng khiến cho người khác đoạn trừ, tâm luôn luôn vui vẻ thư thái, công đức thành tựu viên mãn, căn lành đầy đủ, ý luôn luôn tương tục, lợi ích chúng sinh, tâm thường không thiếu thốn, đắc được trí huệ tối thắng, thành kim cang tạng, gần gũi các đức Phật, thanh tịnh cõi nước chư Phật, thường xuyên cúng dường tất cả Như Lai. Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát ở tại đạo tràng của các đức Phật mười phương ba đời, lắng nghe diệu pháp thâm sâu vô thượng, tâm sinh vô lượng hoan hỷ, an nhiên trụ ở trong chánh pháp, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Nhưng nghĩa lý kinh điển trong quá khứ không minh bạch và có chỗ hoài nghi, một khi nghe đến các đức Phật khai thị, bèn khoát nhiên thông đạt, dứt trừ hết thảy nghi hoặc rồi, đồng thời cũng khiến cho tâm người khác còn chỗ nghi ngờ cũng được thông đạt vô ngại. Do đó, trong tâm thường thường vui vẻ thư thái, tất cả công đức cũng rất thuận lợi, thành tựu viên mãn, căn lành tu được cũng đầy đủ. Tâm ưa thích, nghe thấy pháp đó vẫn liên tục không dứt, chẳng có tâm tự mãn, cũng chẳng sinh ra tâm cống cao ngã mạn. Cảm thấy tôi đã thấu hiểu, không hoài nghi, chẳng cần nghe nữa. Bồ Tát nghe pháp lợi mình, tâm không thôi nghỉ, mà tâm lợi ích chúng sinh thường cũng không thiếu khuyết. Bồ Tát tự tu và lợi tha, và thường lấy mục đích vì chúng sinh mà tu hành làm đầu. Cho nên Ngài hay đắc được trí huệ thù thắng, thành tựu thân thể kim cang tạng kiên cố, lại thường hay gần gũi chư Phật, trang nghiêm cõi nước của các đức Phật, thường xuyên cúng dường mười phương các đức Phật. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân viên mãn tối thắng, được tất cả các đức Phật nhiếp thọ, nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi các đức Phật, nương các đức Phật mà ở, luôn được hầu cận ngưỡng mộ, chưa từng xa lìa, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân thanh tịnh không hoại, đầy đủ tất cả công đức trí huệ, nguyện cho tất cả chúng sinh thường xuyên cúng dường tất cả các đức Phật, thực hành phạm hạnh được chỗ chốt giáo, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không còn cái ta, lìa cái ta và của ta, nguyện cho tất cả chúng sinh có thể phân thân khắp mười phương cõi nước giống như hình ảnh hiện mà không đến đi. Lúc đó Bồ Tát đem đủ thứ căn lành của Ngài tu hồi hướng cho chúng sinh như vậy. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân viên mãn thù thắng, được các đức Phật mười phương nhiếp thọ, lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường được gần gũi các đức Phật, nương vào các đức Phật mà ở, được các đức Phật che chở bảo hộ, luôn được hầu cận các đức Phật, chiêm ngưỡng biển phước đức trí huệ của các đức Phật, không muốn xa lìa, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được thân thanh tịnh không hoại, đầy đủ các thứ trí huệ và vô lượng công đức, lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn ân cần cúng dường các đức Phật, không bao giờ gián đoạn, cũng không chấp trước vào tướng cúng dường hoặc có sự cầu xin, thực hành chỗ vô sự hoàn toàn xuất phát từ tâm chân thành thanh tịnh, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không có cái ta, chẳng chấp trước thân ta và tướng cái ta, xả lìa chấp trước cái ta và của ta, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được thần thông có thể phân thân khắp mười phương cõi nước tùy ý mà đến,
tự tại ảnh hiện mà chẳng có đến đi. Giống như phi điều hành không bất kiến ngân, triều đao đoạn thủy, thủy nãi lưu. Nghĩa là chim bay trên trời chẳng thấy dấu, rút đao chém nước, nước vẫn chảy. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân tự tại, đến các mười phương không có cái ta và không có thọ. Nguyện cho tất cả chúng sinh từ thân Phật sinh, ở tại thân nhà vô thượng của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân pháp lực, sức nhẫn nhục lớn không thể hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không gì sánh bằng, thành tựu pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu thân công đức xuất thế, sinh vào thế giới thanh tịnh không chỗ đắc được. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát dùng thân cúng Phật để khiến cho chúng sinh vĩnh viễn trụ ở trong nhà của các Đức Phật ba đời. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh được ý sinh thân nhậm vận tự tại, đến các mười phương thế giới giáo hóa chúng sinh chẳng có tư tưởng chấp cái ta và cái ta thọ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh giống như từ trong thân Phật sinh ra, trong kinh Pháp Hòa phẩm ví dụ thứ ba có mấy câu kinh văn là: Xá Lợi Phất nghe Phật nói pháp chưa từng có rồi, ngài dứt trừ tất cả nghi hối, thân tâm thái nhiên nói: Ngày hôm nay mới biết thật là Phật tử, từ miệng Phật sinh ra, từ pháp hóa sinh, được phần Phật pháp. Vì Phật tử sinh tu các pháp môn viên mãn lục độ, đầy đủ tất cả căn lành công đức, tự nhiên đều thường cùng ở với Phật, tương lai nhất định sẽ thành Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tại nhân địa tu hành công hạnh viên mãn, chứng được pháp thân đồng với hư không, dương nhẫn nhục sinh ra trong vô hình, bất cứ vật gì cũng phá hoại không được tâm của ngài. Dù hủy hoại được thân hình của ngài nhưng tinh thần của ngài vẫn tồn tại. Tục ngữ có nói người nào đó tinh thần bất tử, tức là nói hạnh lành mỹ đức của họ vĩnh viễn lưu lại trong tâm của họ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tốt đẹp nhất, trên thế gian không có thân người nào so sánh được, mà còn thành tựu pháp thân thanh tịnh giống như Phật, có thể khắp mọi nơi. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành viên mãn lục độ vạn hạnh, thành tựu công đức xuất thế, chứng được ba thân mười thân, thường trụ nơi pháp giới thanh tịnh của chư Phật, không chỗ đắc được cõi tịnh độ thường tịch quang. Đó là hồi hướng cho chúng sinh các thứ căn lành tích tụ của Đại Bồ Tát. Ngài dùng thân cúng dường các Đức Phật vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn an trụ ở trong nhà của các Đức Phật mười phương ba đời. Phật tử Đại Bồ Tát dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh vì muốn khiến cho khắp tất cả đều thành tựu căn lành, nghĩ nhớ căn lành. Đại Bồ Tát tự nguyện thân của mình làm đèn sáng lớn, chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, làm các nhà cụ, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, làm tạng diệu pháp, nhậm trì khắp tất cả chúng sinh, làm quang minh thanh tịnh, khai sáng khắp tất cả chúng sinh, làm quang ảnh thế gian khắp khiến cho chúng sinh thường được thấy, làm nhân duyên căn lành khắp khiến cho chúng sinh thường được gặp, làm chân thiện tri thức khiến cho tất cả chúng sinh đều được dạy dỗ, làm con đường bằng phẳng khiến cho tất cả chúng sinh đều được đi trên con đường đó, làm người đầy đủ an lạc bậc nhất khiến cho tất cả chúng sinh được lìa khổ thanh tịnh, làm mặt trời trong sáng khắp làm lợi ích bình đẳng thế gian. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát dùng thân của ngài bố thí cho tất cả chúng sinh. Mục đích của ngài là muốn khiến khắp cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành tu hành của họ và thường nghĩ nhớ căn lành tích tụ thuở xưa. Đại Bồ Tát ngài cũng nguyện ngài trở thành cái đèn lớn chiếu sáng chiếu khắp chúng sinh mười phương thế giới, vì họ phá trừ đen tối tiếp nhận ánh sáng. Lại nguyện trở thành nhạc cụ mà chúng sinh vui thích, dùng tiếng nhạc hay nhiếp khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều cảm nhận được pháp nhạc vô thượng. Lại hy vọng trở thành bảo tàng chánh pháp vi diệu, lãnh đạo khắp tất cả chúng sinh vào sâu diệu pháp tạng kinh. Lại hy vọng mình trở thành quang minh trí huệ thanh tịnh, khắp vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, khai thị nghĩa lý chân thật của diệu pháp. Lại hy vọng trở thành quang và ảnh của thế gian, khắp khiến cho tất cả chúng sinh thường thường thấy được quang ảnh, vĩnh viễn chẳng bị hiểm ách đen tối. Lại hy vọng có thể làm nhân duyên căn lành của chúng sinh, khắp khiến cho chúng sinh thường thấy được nhân duyên căn lành này mà tích tụ các thứ căn lành. Lại hy vọng mình có thể làm bậc thiện tri thức chân chánh, có đại trí huệ, dạy dỗ chúng sinh, lãnh đạo chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thọ được lợi ích. Lại hy vọng mình giống như con đường lớn bằng phẳng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đi trên con đường đó bình an. Lại hy vọng mình trở thành người an lạc bậc nhất trên thế gian, đầy đủ nhất thiết trí huệ, có thể tiếp dẫn chúng sinh lìa khổ được vui, minh bạch tất cả thế gian là khổ không vô thường, đạt đến cảnh giới thanh tịnh vô vi,
lại hy vọng mình giống như ánh sáng trong sáng của mặt trời, lợi ích khắp tất cả thế gian, bình đẳng bố thí cho tất cả chúng sinh thế gian. Bây giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi Phật vào bậc trí huệ của Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ tùy thuận trụ vô thượng giác, nguyện cho tất cả chúng sinh thường ở nơi pháp hội của Phật ý khéo điều phục, nguyện cho tất cả chúng sinh làm gì đều có pháp tắc đủ oai nghi của Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được niết bàn hiểu sâu nghĩa của pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh đủ hạnh tri túc sinh vào nhà Như Lai, nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tham dục vô minh trụ nơi trí lạc của Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh sinh căn lành thù thắng ngồi dưới cội Bồ Đề, nguyện cho tất cả chúng sinh giết tặc phiền não để tâm oán hại, nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ hộ trì tất cả Phật pháp. Vì đại Bồ Tát đó dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh, khi ngài phát những điều nguyện ở trên rồi, tiếp theo ngài đem vô lượng căn lành của ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn gần gũi các đức Phật, nhờ đó mà có thể đắc được trí huệ của Phật, vào sâu trong biển trí huệ của Phật, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí tùy thuận, có thể tùy thuận căn cơ của tất cả chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh hướng về Phật đạo, đạt đến cảnh giới vô thượng, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn ở trong pháp hội của Phật, nghe chánh pháp khiến cho tâm ý thọ được sự huân tập chánh quyết, chẳng sinh phiền não, chẳng bị cảnh giới lay chuyển, thường trụ chánh niệm, ý thức khéo an nhiên điều phục. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tâm có pháp tắc, làm có quy tắc, học oai nghi của Phật, đầy đủ 3.000 oai nghi, 8.000 tế hạnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều chứng được niết bàn, hưởng thọ được vui vắng lặng thường là ngã tịnh, vì thấu rõ nghĩa lý chân thật của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể lãnh thọ tri túc đạo lý thường lạc rằng: tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an, nghĩa là biết đủ thường an vui, nhẫn được thì bình an. Thông đạt và giác ngộ đạo lý như thế thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, bằng không thì không thể nào sinh vào trong dòng tộc của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể xả bỏ tất cả tham dục vô minh. Người tin hiểu Phật giáo nhiều như cát bụi, sao đến hôm nay người thành Phật chứng quả có được bao nhiêu? Đó là vì chẳng có ai xả bỏ hết tham dục vô minh. Vô minh thì như màng con mắt, che lấp mất chân tính, khiến cho con người ở trong đen tối thọ tông chỉ tham dục điên đảo, cứ sinh điên đảo tạo nghiệp ác, trôi nổi ở trong sáu nẻo ba đường ác. Đó là vô minh tham dục ban cho chúng sinh cái quả. Nếu chúng ta chẳng nguyện trôi nổi ở trong sinh tử, làm nhà trong ba đường ác thì phải xả bỏ tham dục vô minh, sinh tu Phật đạo trí cầu pháp vui, chỗ lâu dài trong an vui, nương tựa tam bảo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể sinh ra căn lành thù thắng. Làm thế nào mới có thể xả bỏ vô minh tham dục? Đơn giản nhất, chỉ có 10 chữ là không làm các điều ác mà làm các điều lành. Căn cứ hai câu này trên thân miệng ý lúc nào cũng hạ thủ công phu thì sẽ sinh ra căn lành thù thắng, tham dục vô minh sẽ tiêu trừ trong vô hình. Khi bạn đầy đủ viên mãn tất cả công đức thì sẽ có người trời sẽ vì bạn trải cỏ cát tường ở dưới cội Bồ Đề. Khi bạn ngồi xuống cội Bồ Đề sẽ thành đẳng chánh giác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể giết ác tặc phiền não. Gì là tặc phiền não? Làm thế nào để giết tặc phiền não? Các vị, ai ai cũng đều có ba tặc phiền não. Chúng tên là tham sân si. Chúng ta không cần giết chúng, chỉ chuyển biến qua thì thành hạt giống Bồ Đề. Chúng ta đối với bất cứ sự vật gì cũng đừng khởi tâm tham, mà còn làm cho sạch hết, bố thí sạch hết tất cả, hoàn thành căn lành bố thí tối thượng. Chúng ta đối với bất cứ ai cũng đừng sinh tâm sân hận, tâm đố kỵ, chuyển tâm sân thành tâm từ bi, tâm bình đẳng, giúp đỡ người hết khả năng của mình, hoàn thành vô lượng căn lành cứu giúp chúng sinh. Chúng ta một lòng chuyên chú tu học chánh đạo, chẳng sinh tà niệm vọng tưởng, chuyển tâm ngu si thành chánh tri chánh kiến, hoàn thành căn lành bố thí pháp lợi người lợi mình. Nếu tu học được như thế thì tạp phiền não sẽ thành Bồ Đề. Như vậy còn có tâm oán hận nữa chăng? Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tất cả chánh pháp, đều có thể tu trì tất cả chánh pháp, cũng hộ trì tất cả chánh pháp và đạo tràng của Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, ngài dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ được nơi an ổn vô thượng. Ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát, khi ngài dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh, mục đích của Bồ Tát là muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh,
khiến cho họ đều đắc được nơi lập thân lập mạng tốt. Phật tử Đại Bồ Tát tự dùng thân của mình hầu hạ các Đức Phật. Ở chỗ các Đức Phật nhớ báo ân nặng như nghĩ cha mẹ, nơi các Như Lai khởi niềm tin vui sâu, dùng tâm thanh tịnh hộ Phật Bồ Đề, trụ nơi pháp của các Đức Phật. Địa nghĩ tưởng thế gian sinh vào nhà Như Lai, tùy thuận các Đức Phật, lìa cảnh giới ma, thấu đạt chỗ thực hành của các Đức Phật, thành tựu pháp khí của tất cả chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát ngày tự nguyện xả thân hầu hạ các Đức Phật, làm tất cả các việc. Khi phục vụ ở trong đạo tràng của các Đức Phật, trong tâm của Ngài nghĩ, vì các Đức Phật mà phụng sự chút công sức, nhờ đó mà báo đáp ân sâu của các Đức Phật, giống như báo đáp ân dưỡng dục của cha mẹ. Lại nghĩ đối với các Đức Như Lai nên sinh khởi tâm tin chân thành, thọ được vui tin hiểu, dùng tâm thanh tịnh nhất không nhiễm bảo hộ Bồ Đề giác đạo của Phật, một lòng không hai, an trụ ở trong tất cả Phật Pháp, lìa khỏi tất cả vô minh tham dục tình ái, đủ thứ si tưởng, vọng niệm không thanh tịnh trên thế gian, sinh vào trong dòng tộc của Phật, theo các Đức Phật tu tập phạm hạnh, xa lìa cảnh giới tà ma ngoại đạo, minh bạch tất cả hạnh môn của các Đức Phật tu, thông đạt diệu nghĩa của các pháp của các Đức Phật nói, thành tựu pháp khí của chư Phật khen ngợi. Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm thanh tịnh, tự trang nghiêm nhất thiết trí bảo, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ khéo điều phục, xa lìa tất cả các nghiệp bất thiện, nguyện cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc vững bền không thể hoại khắp nhiếp thọ chánh pháp của các Đức Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử Phật đến bậc quán đảnh của Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh thường được các Đức Phật nhiếp thọ, vĩnh viễn lìa tất cả các pháp bất thiện, nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận các Đức Phật tu hành pháp tối thắng của Bồ Tát, nguyện cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới của Phật thảy đều được thọ ký nhất thiết trí, nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều bình đẳng với các Như Lai, đều tự tại đối với tất cả Phật Pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh đều được các Đức Phật nhiếp thọ, thường tu tập nghiệp không thủ lấy chấp trước, nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm người hầu cận bậc nhất của các Đức Phật, tu tất cả hạnh trí huệ của Phật. Khi trong tâm Bồ Tát sinh khởi các thứ tư tưởng như ở trên, thì lập tức đem các căn lành tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nguyện chín pháp giới chúng sinh đều đắc được tâm thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, cũng chẳng ngu si, dùng nhất thiết trí huệ như báu để trang nghiêm pháp thân của mình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ nơi bậc trí của Bồ Tát, khéo nương theo pháp để điều phục các căn của mình, xa lìa tất cả nghiệp ác không thiện, thành tựu đủ thứ nghiệp thiện. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được quyến thuộc thù thắng trong ngoài hòa thuận, bình an tự tại, chẳng có phiền não, mỗi thân tộc đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của các Đức Phật, cũng có thể lưu truyền tuyên dương chánh pháp của các Đức Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể làm đệ tử Phật, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tu học hạnh Bồ Tát, đạt đến bậc thứ lớp cao nhất của Bồ Tát, thọ các Đức Phật quán đảnh vào hậu bổ Phật vị. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn được các Đức Phật nhiếp thọ, làm các điều lành, không làm các điều ác, nghiêm trì giới thanh tịnh, phát tâm Đại Bồ Đề, vĩnh viễn lìa khỏi những hoàn cảnh ác liệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể theo các Đức Phật, thuận lời Phật nói, học tập tu hành Phật Pháp Đại Thừa, vi diệu thâm sâu vô thượng mà các Đại Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành viên mãn lục độ phạn hạnh, đầy đủ các căn lành và nhất thiết đạo chủng trí, và trong cảnh giới của Phật, được mười phương các Đức Phật thọ ký nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể đạt đến chỗ bình đẳng với Phật. Hết thảy 84.000 pháp môn của các Đức Phật nói, tam tạng 12 bộ kinh điển đều thông đạt vô ngại, vận dụng tự như vào sâu biển trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được các Đức Phật nhiếp thọ, thường tu hành không thủ lấy, không tham, không chấp trước năm dục, không khởi hoặc nghiệp, một lòng tu trì nghiệp thanh tịnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm người hầu cận của các Đức Phật tại đạo tràng của các Đức Phật, tu tập hạnh môn đại trí huệ. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài dùng thân của mình hầu hạ các Đức Phật, vì muốn chứng được Bồ Đề của các Đức Phật, vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, vì muốn thoát khỏi tất cả ba cõi, vì muốn thành tựu tâm không tổn não, vì được vô lượng Bồ Đề rộng lớn, vì muốn thành tựu trí huệ Phật Pháp, vì muốn thường được các Đức Phật nhiếp thọ, vì được các Đức Phật hộ trì, vì muốn tin hiểu tất cả Phật Pháp, vì muốn thành tựu bình đẳng căn lành với các Đức Phật ba đời,
vì muốn viên mãn tâm không hối hận, chứng được pháp tất cả pháp của các Đức Phật. Ở trên vừa nói là Đại Bồ Tát dùng thân của mình dâng lên các Đức Phật, làm người hầu hạ các Đức Phật, đem các căn lành đắc được hồi hướng cho chúng sinh. Mục đích Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh là vì muốn chứng được giác đạo và giác quả của các Đức Phật, sớm thành đạo nghiệp, là vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi mình cũng không quên lợi chúng sinh, hy vọng mình hoàn thành quả Phật mới có thể cứu bả tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Tất cả ba cõi là bao quát tất cả chư thiên, vì chư thiên vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa thoát khỏi khổ luân hồi. Cho nên người tu hành không tu phước báu của trời người, phải tu pháp rốt ráo thoát khỏi ba cõi lục độ vạn hạnh, mới vĩnh viễn lìa khỏi ba cõi, là vì muốn thành tựu tâm không tổn não người khác, xâm hại chúng sinh, là vì muốn đắc được vô lượng bồ đề giác quả rộng lớn, thành quả Phật chánh giác, là vì muốn thành tựu đại trí huệ của Phật Pháp, thông đạt diệu lý duyên khỏi tánh không của các Đức Phật, là vì muốn thường được các Đức Phật nhiếp thọ bảo hộ, là vì muốn nương theo các Đức Phật, được các Đức Phật ái hộ, là vì tin sâu các Pháp, thấu hiểu tất cả các Pháp của Phật nói, là vì muốn thành tựu căn lành đồng với các Đức Phật ba đời, chứng được quả Phật bình đẳng, là vì viên mãn lục độ vạn hạnh đầy đủ phước huệ, chẳng có thiếu khuyết tâm hối hận, rốt ráo chứng được các thứ pháp môn của các Đức Phật nói. Do những nhân duyên vừa nói ở trên, cho nên Bồ Tát phát nguyện xả bỏ thân mình để hầu hạ các Đức Phật ưa thích làm tất cả mọi việc. Phật tử Đại Bồ Tát bố thí cõi nước tất cả mọi vật cho đến ngôi vua thảy đều xả bỏ được. Nơi các việc đời tâm được tự tại, không ràng buộc, không luyến tiếc, xa lìa nghiệp ác, lợi ích chúng sinh, chẳng chấp nghiệp quả, chẳng ưa pháp thế gian, lại chẳng tham nhiễm các cõi nơi sinh ra. Tuy ở tại thế gian, chẳng phải nơi này sinh ra, tâm không chấp trước uẩn giới xứ pháp, nơi pháp trong ngoài, tâm không nương trụ, thường không quên mất các hạnh Bồ Tát, trước tưởng xa lìa các thiện tri thức. Hành trì hạnh nguyện rộng lớn của các Bồ Tát thường ưa thích thừa sự tất cả bạn lành. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí cõi nước của Ngài và tất cả tài sản vật chất, thậm chí ngôi vua cao quý nhất, Ngài cũng bố thí cho người khác. Đối với tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian, danh lợi địa vị, Ngài đều xem như mây trôi, nhìn xuyên thủng, buông xả mà còn rất tự tại, chẳng có chút vướng mắc nào, chẳng có sự ràng buộc, chẳng có tham ác và chấp trước, xa lìa tất cả nghiệp ác, một lòng một dạ, làm mọi việc lợi ích chúng sinh, chẳng có tư tưởng thọ báo, cũng chẳng ưa thích những việc thế tục, thọ hưởng năm dục, càng không tham đồ giàu có và địa vị bất chánh, cũng chẳng đến những nơi tạo tội nghiệp, tất cả nghiệp ác ô nhiễm như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, tuyệt đối chẳng nhiễm. Tùy thần cùng với chúng sinh ở tại thế gian, nhưng tâm của Ngài giống như chẳng phải từ đây sinh ra, vì tâm của Bồ Tát chẳng giống như phàm phu chấp trước năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp trước 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, chẳng chấp trước nơi 12 xứ, 6 căn, 6 trần. Uẩn giới xứ, ba cái này đều là pháp ô nhiễm mê chấp của phàm phu, tâm Bồ Tát chẳng chấp trước vào những pháp này. Về pháp vô lậu của nội pháp và pháp hữu lậu của ngoại pháp, đều chẳng sinh tâm nương trụ, cho nên Ngài có thể bên trong thì bố thí đầu mắt tủy não, bên ngoài thì bố thí đất nước vợ con. Bồ Tát mọi thời mọi nơi đều chẳng quên mất lục độ vạn hạnh của Ngài tu, là phải xả mình vì người đại công vô tư muốn lợi ích tất cả chúng sinh. Ngài cũng chưa từng xa rời các vị đại thiện tri thức gần gũi cúng dường, thừa sự tất cả mọi việc hầu hạ cung cấp. Hành trì hạnh nguyện rộng lớn của các đại Bồ Tát và thường ưa thích trợ giúp tất cả những người bạn lành cùng tu. Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp vương nơi pháp tự tại đến được bờ kia, nguyện cho tất cả chúng sinh thành vua Phật pháp, diệt trừ tất cả phiền não oán tặc, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ ngôi vua Phật, được trí Như Lai khai diễn Phật pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh trụ cảnh giới của Phật, chuyển được bánh xe pháp tự tại vô thượng, nguyện cho tất cả chúng sinh sinh vào nhà Như Lai nơi pháp tự tại hộ trì giống Phật, vĩnh viễn khiến không đoạn tuyệt, nguyện cho tất cả chúng sinh khai thị vô lượng chánh pháp của bậc pháp vương, thành tựu vô biên các đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đem cõi nước ngôi vua và tất cả mọi vật bố thí cho chúng sinh, lại phát tâm Bồ Đề tu vô thượng đạo cứu độ tất cả chúng sinh. Lúc đó Ngài lại đem căn lành bố thí hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh
đều được làm đại pháp vương thành Phật. Đối với pháp như thật, không nghĩa thật tướng, đều thông đạt vô ngại, vận dụng tự như, chẳng thêm tạo tác, rất tự tại, đạt đến niết bàn bờ kia. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp vương trong Phật giáo, đắc được pháp chánh tri, chánh kiến, thường vui thích pháp. Do đó tất cả phiền não oán tạc thảy đều phá tan, tiêu diệt hết. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể trụ nơi bậc pháp vương của Phật, đắc được nhất thiết chủng trí như Phật, lại có thể khai thị diễn nói pháp của các đức Phật nói. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh đạt đến cảnh giới của các đức Phật, có thể chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, nhậm vận tự tại, chẳng bị mọi sự trở ngại. Đại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh vào dòng dõi của Phật, đối với tất cả các pháp đều thấu hiểu, vận dụng tự như, toàn tâm toàn sức bảo hộ chúng sinh, phát tâm bồ đề, khiến cho họ thừa gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, khiến cho hạt giống Phật vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể khai diễn chỉ bày chánh pháp nghĩa lý của các đức Phật nói, do đó mà có thể thành tựu vô lượng đại Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ pháp giới thanh tịnh, làm đại pháp vương hiện thân Phật ra đời liên tục chẳng dứt. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế giới làm vua trí huệ, hóa đạo chúng sinh, chẳng lúc nào tạm xả bỏ. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì tất cả chúng sinh làm chủ bố thí pháp trong các thế giới, pháp giới hư không giới, khiến cho họ đều được trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thành vua đầy đủ các điều thiện đồng với căn lành của các đức Phật ba đời. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí ngôi vua, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh rốt ráo trụ nơi an ổn. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi cảnh giới thanh tịnh, làm vua thuyết pháp lớn nhất, thị hiện thân Phật xuất hiện ra đời. Mỗi vị Phật tiếp nối xuất hiện ra thế gian, liên tục không ngừng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tại tất cả thế giới đều làm bậc lãnh đạo có trí huệ nhất, giáo hóa chúng sinh, làm Phật sự tịnh hóa xã hội chẳng ngừng nghỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì chúng sinh trong mười phương ba đời tất cả thế giới tận hư không khắp pháp giới diễn nói chánh pháp, bố thí mưa pháp, làm chủ bố thí pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều tin thọ Phật pháp đại thừa, an trụ nơi cảnh giới đại thừa pháp ích. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều làm các điều lành đầy đủ các căn lành, làm vua của các điều lành đồng với căn lành của các đức Phật ba đời. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài tu bố thí ngôi vua, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chân chánh an trụ nơi an ổn, tức cũng là an trụ trong đạo tràng của các đức Phật. Phật tử Đại Bồ Tát thấy có người đến xin đại thành tốt đẹp, kinh đồ của vua và những chỗ thầu thuế đều bố thí cho họ, tâm chẳng sẻn tiếc, chuyên hướng về Bồ Đề phát thệ nguyện lớn, trụ nơi đại từ, hành nơi đại bi, lợi ích chúng sinh. Dùng trí rộng lớn thấu hiểu pháp thâm sâu, an trụ nơi pháp tánh bình đẳng của các đức Phật, vì phát tâm cầu nhất thiết trí, vì nơi pháp tự tại khỏi tâm ưa thích thâm sâu, vì cầu chứng được trí tự tại, vì tịnh tu tất cả các công đức, vì trụ nơi đại trí huệ kiên cố, vì rộng tích tập tất cả các căn lành, vì tu hành tất cả nguyện Phật pháp, vì tự nhiên giác ngộ pháp đại trí, vì an trụ tâm Bồ Đề không thối chuyển, vì tu tập tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, vì nhất thiết chủng trí chọn rốt ráo mà thực hành bố thí. Các vị đệ tử của Phật Đại Bồ Tát ngài thấy có người đến cầu xin kinh thành của vua ở thủ đô trang nghiêm đẹp nhất và cùng với những vùng biên giới, cửa khẩu, xuất nhập, nơi thu thuế. Những nơi quan trọng như thế, ngài đều chẳng có tơ hào sèn tiếc, thầy đều bố thí cho người xin. Tại sao Bồ Tát hăng hái như thế? Vì ngài một lòng cầu Bồ Đề giác đạo, phát thệ nguyện rộng lớn khắp độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển sinh tử. Đãi người tiếp vật, mọi sự đều ôm lòng từ bi, lúc nào cũng lấy tông chỉ cứu khổ ban vui đối với chúng sinh. Tất cả hành sự đều lợi ích chúng sinh, dùng mục tiêu này vì người khác mà làm, cho nên nói Bồ Tát trụ nơi đại từ, hành nơi đại bi. Chí nguyện và tâm ý của ngài sung mãn sự vui vẻ hay làm lợi ích cho chúng sinh. Dùng trí huệ rộng lớn của ngài thông đạt thấu hiểu pháp nghĩa thâm sâu vi diệu, do đó Bồ Tát có trí huệ không thối chuyển và pháp tánh bình đẳng của các đức Phật. Mục đích của Bồ Tát phát tâm Bồ Đề là vì cầu được minh bạch nhất thiết trí huệ đối với sự giải thoát thân tâm, đắc được diệu pháp nhậm vận tự tại, sinh ra tâm tin ưa thích thâm sâu đối với thần thông diệu dụng trí huệ nhậm vận tự như, cũng hy vọng chứng đắc được sinh tu tất cả công đức thanh tịnh, an trụ trong trí huệ kiên cố rộng lớn vô biên, khắp tu tập các căn lành bình đẳng rộng lớn, tu hành pháp môn và nguyện lớn của các đức Phật nói.
thì tự nhiên sẽ đạt được công hạnh viên mãn, sẽ khai đại ngộ, chiếu rõ thời tướng của các pháp, đắc được đại trí huệ, thấu rõ không chỗ đắc, an trụ nơi tâm Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Tu tập hạnh môn và nguyện lớn của các đại Bồ Tát tu, hy vọng đắc được nhất thiết trùng trí giống như Đức Phật, đều chân thật đắc được. Bồ Tát vì hoàn thành những nguyện vọng ở trên, cho nên Ngài phải tu hành bố thí lớn ít có, khó làm được. Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể nghiêm tịnh vô lượng cõi nước, dâng cúng cho các Đức Phật làm chỗ ở. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa ở nơi an lan nhã, vắng lặng không động. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không nương ở nơi kinh đồ tụ lạc, tâm ưa thích vắng lặng, vĩnh viễn được rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không ưa chấp tất cả thế gian, nơi lời lẽ thế gian thường ưa xa lìa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa tâm tham, bố thí hết thảy trong tâm chẳng hối tiếc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm xuất ly, xả bỏ các gia nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không bòn sẻn, thường hành bố thí. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không chấp, lìa pháp tại gia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa các khổ, trừ diệt tất cả tai nạn sợ hãi. Nguyện cho tất cả chúng sinh nghiêm tịnh mười phương tất cả thế giới, bố thí cho các Đức Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí kinh đô, vì khiến cho chúng sinh đều được nghiêm tịnh các cõi nước Phật.